xin chào tất cả các bạn, rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Chúc mọi người có một năm mới thật là an khang thịnh vượng, mạnh khỏe. Sức khỏe lúc nào cũng là quan trọng nhất nghe, mọi thứ nó đều vô nghĩa nếu như mà chúng ta không có sức khỏe. Và lâu lắm rồi thì mình mới quay trở lại với một video review yến mạch. Do mình lười, với lại mình cũng không có tìm được cái loại yến mạch nào mà thích hợp các bạn thấy. Chứ đợt mà yến mạch ngũ cốc nội địa Trung nó đã quá hot rồi. Sau này thì những cái dòng ra tiếp theo á, nó cũng khá là giống giống nhau á, mà càng ngày nó càng cải tiến thì giá nó sẽ cao hơn. Nhưng mà mình thấy á, thì thành phần nó cũng như vậy, sẽ khác nhau về bao bì kiểu dáng một chút, nhưng mà ở trong á, cái nội dung của nó thì y kênh nhau á. Còn có một số hãng nó sẽ thêm ví dụ như là bồn tắm này, hoặc là những cái quà tặng kèm thì giá nó sẽ bị đội lên một chút. Nói chung là hình thức thì khác nhưng mà nội dung thì giống nhau, là mình cũng không muốn đầu tư cho những cái sản phẩm đó lắm. Cái video mà review ngũ cốc yến mạch của Việt Nam á, Atamil á các bạn, mình sẽ để link ở đâu đây nè. Thì đó là một sản phẩm rất là ngon và mình cảm thấy là mình là người Việt Nam thì mình nên ủng hộ hàng Việt Nam đúng không? Tại vì nó hợp lý, giá cả cũng được. Và đặc biệt á, khi mà nó là hàng Việt Nam, mình cảm thấy chất lượng nó ổn á, thì mình sẽ tránh được cái tình trạng mà hàng giả, hàng nhái á các bạn. Nếu như mà mình thực sự quan tâm đến ngũ cốc á, thì mình cũng có thể nhận ra tình trạng là được vừa rồi. Cái ngũ cốc yến mạch nội địa Trung á, nó sản xuất ra quá nhiều, giá nó chênh lệch nhau nhiều khi rất là lớn luôn á, như kiểu là thượng vàng hạ cám vậy các bạn. Các bạn có thể tìm được một cái sản phẩm đó ở một cái shop này với giá tầm mấy trăm, và cũng cái shop kia với giá chỉ bằng một nửa hoặc là hơn một tí. Thì mình cũng không thể nào mà đảm bảo được cái nguồn gốc của nó, nhất là trong cái đợt mà đang diễn ra tình hình dịch bệnh phức tạp như thế này này, thì mọi lý do đều có thể xảy ra được. Ví dụ như dịch bệnh này kia nên là xả hàng đồ, thì mình không có dám đảm bảo cái chất lượng của những sản phẩm đó. Nhưng mà khi giới thiệu đến các bạn một cái sản phẩm của Việt Nam rồi á, thì mình hoàn toàn có thể yên tâm. Thiết kế của cái sản phẩm này là mình liên tưởng đến một sản phẩm của châu Âu, nhưng thực tế là không phải. Mình đặt Tiki và nó còn có trong cái bọc này vừa mới lột ra. Nó là một sản phẩm của Việt Nam và nó có trụ sở ở tòa nhà Sky Center ở 5B Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Thì đây là một sản phẩm thuần Việt luôn, và mình rất mong là các bạn có thể ủng hộ những sản phẩm thuần Việt như thế này. Thì nó có một cái trang web chính thức luôn, tên là ohhvietnam.com. Bên này sẽ có thông tin giới thiệu về sản phẩm, những cái đường link để liên kết với những cái ứng dụng mà các bạn có thể mua được sản phẩm như thế này. Và cái dòng sản phẩm này nó sẽ có 3 dòng, màu đỏ, màu vàng và màu xanh. Mình sẽ để hình ở đây, thì mình lựa màu xanh tại vì mình thấy nó xinh đẹp. Đây là cái dòng của mình, ngũ cốc trái cây sấy ăn sáng, super healthy. Nhu cầu của mình không phải là giảm cân, tại vì nếu như mình muốn giảm cân ấy, thì mình cũng đã giảm rồi. Các bạn vẫn thấy không, sau Tết mình tăng lên 5kg. Nhưng mà mình lựa chọn nó tại vì nó có trái cây, mình thấy nó ngay trái cây. Còn chuyên và hạt không thì nó có vẻ hơi ngán. Còn sô-cô-la và dừa thì nó có vẻ là hơi nhiều năng lượng so với mình, một con người lười vận động, nên là mình đã lựa cái này. Hộp của nó là dạng hộp giấy rất là dễ thương, nó nhìn rất là chuyên nghiệp luôn á, chứ không phải là những cái bọc mà của mấy cái sản phẩm kia nó kiểu túi zip đâu. Những gì mà đọc được ở trên website của hãng á, thì đây là một sản phẩm ngũ cốc nhưng mà được sản xuất theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ. Đây, ở đây sẽ có một serving là 45g. Mình luôn luôn nói về vấn đề serving với mọi người, có thể nào đầu tư cho mình được một cái muỗng ở trong này để mình đo được là một serving là bao nhiêu muỗng không, thì nó sẽ hợp lý hơn, mình có thể dễ dàng tính được cái lượng calo mình đang phải cơ thể. Dành cho những bạn mà tính toán lượng calo in out để mà kiểm soát cân nặng của mình, ở đây chúng ta sẽ có quảng cáo của hãng này. Trong này sẽ có omega 369 khoáng chất, acid folic, 16 loại vitamin và dầu chất xơ. Lượng tịnh của nó là 250g. Tính ra 250g mà mình mua với giá là 150, hình như là 150 thì phải. Thì so với những cái sản phẩm nội địa Trung á, nói thẳng ra là nó sẽ không rẻ. So với cái Atamil hôm bữa mình mua hình như cũng 150, 180 vậy đó, nửa ký thì phải. Thì cái này nó có vẻ là cao cấp hơn một tí. Nhưng mà các bạn nhìn xem, tiền nào của nấy, cái này được gọi là đắt sắt ra miếng các bạn nhìn. Từ cái thiết kế của nó nè, đóng gói đồ đã thấy rất là hợp lý rồi. Thành phần của sản phẩm bao gồm yến mạch, hạnh nhân, hạt điều, maca, hạt vừng, bí ngô, trà lạ, hướng dương, nho, mơ khô, quả sung với mật ong và bơ. Từ cái thành phần này thì mọi người có thể tưởng tượng ra được là tại sao giá của nó lại cao như vậy đúng không? Có tiếng Anh ở dưới này nha, tháng 2 2021 và sử dụng là 2 tháng 2 2022. Đẹp, số đẹp. Hướng dẫn cách sử dụng của cái dòng sản phẩm ngũ cốc này giống như là những cái sản phẩm nội địa Trung á, thì cái mặt sau của nó lúc nào cũng sẽ có một cái phần hướng dẫn để các bạn có nhiều cái gợi ý hơn để mình sử dụng sản phẩm không bị ngán. Chẳng hạn ở đây chúng ta sẽ có 180ml sữa nè,
100g sữa chua, 150 sinh tố là tùy trái cây các bạn lựa, hoặc là ăn trực tiếp như một món ăn vặt tốt cho sức khỏe. Sản xuất trực tiếp tại Việt Nam, thành phần dinh dưỡng ở đây. Và mình sẽ chụp ở đây cho các bạn xem nha. Tại vì mình thấy là khi mà mình sử dụng một cái sản phẩm nào đó, đầu tiên là nó phải ngon và nó hợp lý với mình. Rồi mình tham khảo cái bảng thành phần dinh dưỡng của nó, thành phần giá trị dinh dưỡng, để chúng ta có thể tính toán một cách hợp lý thôi. Và mình sẽ không có mất thời gian vào cái phần đó nữa. Ở đây sẽ có 100% ngũ cốc nguyên cám cùng với hạt dinh dưỡng và trái cây sấy nhập khẩu được chế biến trên dây chuyền tiêu chuẩn châu Âu, không chất bảo quản, không hương liệu, chất phụ gia và hàng từ tự nhiên theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ. Không biết là bên hãng có trả tiền quảng cáo cho mình không? Là địa chỉ, số điện thoại, sản xuất này kia. Tới cái phần mà các bạn quan tâm nhất đúng không? Đó là đây. Mình sẽ unbox nó ra, có một cái dạng rất là xinh xinh ở đây này, mọi người có thể thấy không? Như là một cái tem niêm nó lại vậy đó, mình sẽ để đây luôn. Cái nhãn nhưng mà trong này nó vẫn dán chặt lại chứ không phải là nó lỏng lẻo đâu. Đây, 250g là một cái bịch nhỏ nhỏ như thế này, nhỏ thật sự á. Để mình tính nha, nhu cầu bình thường một ngày của nữ thì sẽ tầm 1.500, thì một ngày sẽ là 300g đúng ta. Một bịch này nó 150 luôn á mọi người. Chính ra là giá nó không rẻ đâu. Nhưng mà nếu như các bạn muốn mua để mình xen kẽ vô cái chế độ ăn của mình, vô cái thành phần ăn của mình á, hoặc là mình muốn thử mỗi loại một ít thì cũng được. Chứ nếu như mà cái này để sử dụng lâu dài thì đây không phải là một cái sản phẩm mà mình recommend cho các bạn. Mọi người có thể thấy không? Thơm lắm các bạn, thơm. Thơm như là bánh vậy đó. Này mọi người xem. À mình quên, mình tính kể cho các bạn nghe là hôm bữa mình đi ra chợ, xong rồi mình thấy mọi người bán những cái bao granola, cái bao ngũ cốc, cái dạng sản phẩm như thế này nè, mà vào những cái bao kiểu 10kg xong rồi ăn bao nhiêu sẽ bán theo lạng á. Nhưng mà mình cảm thấy nó kiểu gì mọi người, nó không được tin tưởng cho lắm. Mình cũng không biết nữa, nên là nếu như mình được quyền chọn lựa thì mình sẽ lựa những sản phẩm như thế này. Giá nó hơi cao thì mình sẽ lựa những sản phẩm mà mình đã từng review và mình cảm thấy nó hợp lý và giá nó rẻ hơn. Nhưng mà được cái là nó sẽ đảm bảo hơn về nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng hay sử dụng này kia. Và mình sẽ sử dụng nó, tại vì mình đã nói rồi, sức khỏe luôn luôn là quan trọng nhất nha mọi người. Trời ơi, cái ly nè, nó màu vàng vậy thôi nhưng mà nó nhiều lắm nè. Mình là một con nghiện hạt điều luôn á, thì các bạn có thể thấy cái hạt điều nó bự như thế này này. Thử nha. Hạt điều này có bơ, mùi như là bánh danisa vậy đó, nhưng nó lại không giòn. Hạt điều này không giòn ta. Mấy con mèo của mình đã đang ngửi vì cái mùi bơ thơm quá. Theo như hồi nãy mình đọc thì cái này người ta gọi là maca. Ừ, đúng rồi, tính nó ngon không các bạn? Maca có vẻ giòn hơn một tí. Thì nếu như các bạn hay ăn ngũ cốc, các bạn sẽ biết là maca nó mắc như thế nào mà. Và trong cái sản phẩm này có maca thật sự luôn á. Nó là nguyên một hạt maca chứ không phải là mấy cái vụn vụn đâu. Này các bạn xem, hạt điều này, ở đâu? Đây này. Không phải là nó không giòn, mà là do mình ăn hạt điều rang muối quen rồi. Thì các bạn có thể tưởng tượng hạt điều rang muối nó sẽ có một cái độ, nó giòn hơn và nó cứng hơn. Còn trong cái sản phẩm này nó không có như mình hay ăn. Nè, lại thêm một nửa maca nữa. Không biết một bình như vậy thì được bao nhiêu hạt maca, nhưng mà có maca thật. Cái này là một cái trái gì đó sấy, thì đây là lý do mình mua cái sản phẩm này. Giờ là nho khô, mơ khô, quả sung. Mình thật sự không có rành về trái cây sấy, nên là ăn nó cũng chua chua, cũng được. Nó giống như là nho. Còn cái này là trà là nè mọi người. Mình vẫn không biết mấy cái bánh nếp này tác dụng nó làm gì. Chắc để bù vô cái phần tinh bột. Giòn, rất giòn và thơm. Một cái gì đó nữa màu cam. Các bạn có thể thấy ba loại hạt ở đây. Ở đây chúng ta sẽ có hướng dương, hạt bí và yến mạch.
mình phải tìm cho ra bằng được cái hạt nhân. Nó sẽ có một cái gói thuốc bảo quản như thế này, không phải là bảo quản mà kiểu như là gói hút ẩm á mọi người. Mọi người mình thấy hạt nhân rồi, vậy là có thật nha. Quảng cáo như thế nào thì sản phẩm như vậy. Đây mọi người xem, có hạt nhân. Không biết mọi người có nghe được cái tiếng không, nhưng mà mình cảm thấy hạt nhân nó có vẻ giàu hơn hai cái trái kia, rất là hợp lý luôn á. Đó mọi người nghe, mình vừa mới thấy cái này là hạt nhân nè, rồi mình vừa mới thấy hạt điều ở đâu đó bên đây nè, rồi cái này lại là maca nữa. Tỷ lệ hạt so với tỷ lệ yến mạch đó nó phải tầm 50-50. Có một số cái sản phẩm mà mình đã từng review rồi đó là yến mạch nó chiếm tới tầm 70-80%, sau đó là những cái ngũ cốc này nè thì nó sẽ nhỏ nhỏ nhỏ, nó len lỏi ở đâu đó thôi. Nhưng mà đây các bạn xem, hạt rất là bự luôn, và cả trái cánh xoáy cũng bự nữa. Đáng đồng tiền mấy gạo thật sự á. Có lẽ là mình sẽ thử cái hai loại kia nữa. Ngon, thơm, thơm mùi bơ và mùi mật, nó có một tí ngọt ngọt của mật ong. Mình lấy cái bịch này các bạn xem, nguyên một cái nhúm trà là như thế này. Các bạn xem, rất là nhiều trái cây và hạt trong này. Thì lúc mà mình mua mình thấy trên Tiki ghi là 200 mấy, giảm giá còn 150. Mình không biết là giá bình thường có giảm hay không, nhưng mà các bạn có thể xem ở trên nhiều nền tảng thương mại điện tử khác nhau để lựa ra cái chỗ bán uy tín chính hãng. Nói chung là sản phẩm này đã có những cái shop, những cái mall rồi, chơi những trang thương mại điện tử rồi, nên là mọi người cứ yên tâm nha. Và mình xem là chỗ nào mà đang sale thì mình mua thôi. Nếu như mà các bạn ở đâu muốn thử một cái loại nào đó mà chất lượng á, chất lượng nha, thì đây. Cái yến mạch này nó thuộc dạng là khá dễ ăn á, không quá mềm cũng không quá giòn, nhưng mà ăn cũng ngon lắm. Mình không biết thế nào tại vì mình không phải là chuyên dùng trong cái sữa chua hay sữa tươi gì hết, mình không là đủ ngon rồi. Ví dụ mình nhà mình có cái bé nhỏ thì mình có thể dùng cái này để cho cái bé ăn xế nè mọi người, chung với sữa chua và sữa tươi nữa. Cái bé sẽ rất thích đó tại vì nó vừa ngọt vừa ngon, và mình cũng đảm bảo được cái nguồn gốc xuất xứ của nó. À, ăn chúng miếng một vàng giòn kinh khủng luôn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Nhớ like và đăng ký kênh để chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn nữa. Và nhớ có chú nghe, tại vì mình sẽ cố gắng ra video vào mỗi tuần. Và nếu như các bạn có bất kỳ đóng góp ý kiến nào đó thì cứ comment dưới đây cho mình, hoặc là các bạn giới thiệu cho mình một loại ngũ cốc nào đó. Tại vì thật sự là quá nhiều và mình cũng không thể nào mà tìm hiểu hết được. Người ta hay nói là một ca làm chả lên non, ba ca chụm lại nên hòn núi cao, đúng không? Và yêu mọi người, cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Hẹn gặp các bạn vào video lần sau.